nếu mà ra được cái bánh gai này là trước hết là phải có lá gai và gạo nếp và đường đỗ, rồi là như vậy là những cái hương vị của cái tấm bánh này, vani dầu chuối các thứ nó nhiều lắm, nó phải mười mấy thứ được tấm bánh này. Mình thì nói chung là mình phải chọn lựa được những cái đồ mà nó như là gạo là phải gạo ngon, lá ngon với các thứ ngon, xong là mình làm mình ấy được nó mềm với ngon. Bánh gai Tân Hòa, món quà quê này ra đời cách đây hơn 400 năm. Ngày trước, bánh gai chỉ được làm trong những dịp lễ Tết để làm quà biếu hay dâng cúng tổ tiên. Sau này, khi kinh tế phát triển, nhu cầu thị trường cao hơn, bánh gai được người dân xã Tân Hòa gói bán quanh năm. Chung là như gia đình nhà cô là con cháu là làm tất. Các con dâu với lại cháu rất là đều làm bánh gai. Bánh gai thường thường được sản phẩm ra được 1.000 cái hoặc thời điểm mà nó cao điểm có được 3, nó tùy theo. Toàn xã có gần 10 hộ làm bánh gai chuyên nghiệp, mỗi hộ thu hút hàng chục lao động. Quy trình sản xuất bánh khá công phu, một số công đoạn đòi hỏi người làm bánh phải giàu kinh nghiệm, tỉ mỉ và kỳ công thì mới có tấm bánh như ý. Cái lợi thế của bánh gai đây là một cái nghề truyền thống, đồng thời là các cái nguyên vật liệu thì có thể là từ lá gai đến gạo đến đỗ đến các vật tư là có thể là tự cung tự cấp được. Nên là một trong những ngành mà sản xuất là nó đem lại cái lợi nhuận rất là cao. Tới đây thì chúng tôi đang xây dựng cái thương hiệu, cái sản phẩm OCOP để có thể là từ cái thương hiệu này nó sẽ coi như bảo vệ cái quyền lợi cho người dân và mở rộng hơn cái điều kiện phát triển cũng như là kinh doanh cho các hộ gia đình. Cùng với bánh cáy làng Nguyễn, ổi bo, bánh gai Tân Hòa với vị ngọt lành, thơm dẻo, khó quên đã làm phong phú thêm cho nét ẩm thực đặc trưng của quê lúa.